Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ thử thách 100 ngày là Titan Speaker Woman bị nhiễm dịch bệnh zombie. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại trở nên như vậy? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Cố lên đi chị ơi. Chúng ta thoát khỏi thế giới của loài người rồi. Đau quá, mau bỏ chị xuống đi. Chết tiệt, lũ nhân loại. Không biết bọn chúng đã thí nghiệm thứ gì lên người của chị. Chị rát quá, chị nhức quá. Trời đất ơi, người của chị chảy nhiều máu quá, còn bắt đầu hôi thối nữa kìa. Khổ kiếp, lũ con người đó thật độc ác, dám bắt loại speaker vô mình chúng ta để thí nghiệm cho bọn chúng. Được rồi, cố lên đi chị, chúng ta gần tới nhà rồi. Em sẽ bảo chúa tể chúng ta chữa bệnh cho chị, rồi tàn sát lũ con người báo thù cho chị. Đói quá, trói quá, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Chị có thể đứng dậy được rồi hay sao? Hay quá. Khoan, chị không nhận ra em hả? Em là em gái của chị đây. Vâng, thưa các bạn, ban đầu tôi là một speaker woman dễ thương. Tôi trong một lần hái hoa bắt bướm đã bị lũ con người thợ săn bắt lấy. Kết quả bọn chúng bán tôi cho một trung tâm thí nghiệm, rồi biến tôi thành chuột bạch, tiêm cho tôi một thứ virus hết sức kỳ lạ, khiến cơ thể tôi càng ngày càng bị thối rữa. Sau đó, tôi được em gái của mình, cũng là một speaker woman liều mạng cứu ra. Nhưng thật đáng buồn, tôi đã trở nên điên dại và ăn luôn thịt của nó. Cứu tôi! Có ai không cứu tôi khỏi lũ quái vật vô cầu này đi! Là lớn lên, không có ai tới đây cứu mày nổi đâu! Tên người đầu lũ đáng kia, bọn tao sẽ xé xác mày. Anh em, ăn thịt đó thôi. Hoặc mùi gì sao hôi thối thế kìa, giống như mùi chuột chết quá à. À không, còn kinh khủng hơn. Kinh khủng hơn là cái mùi xì hơi của tao đó. Hình như có mùi gì thôi thối quanh đây. Hả? Đặc kia, chết tiệt, thứ gì đây? Đói quá, ta muốn ăn. Chết tiệt, hình như thứ này là một speaker woman thì phải. Nó to gan dám đột nhập vào lãnh địa của loài quái vật bồ câu chúng ta. Mau, quay bắt nó lại. Không ổn rồi, nó kinh khủng quá, nó nuốt chửng chúng ta kìa. Mau chạy đi, cầu cứu chúa tể của chúng ta, cầu cứu chúa tể của chúng ta. Ngọt quá. Hay quá, cuối cùng bọn chúng cũng đã bị giết chết hết rồi. Cảm ơn Speaker Woman, làm ơn hãy cứu tôi. Cứu người à? Không, ta sẽ ăn luôn ngươi. Con định làm gì vậy? Không. Có lẽ thứ virus mà nhân loại đã tiêm vào người của tôi khiến tôi mất lý trí hoàn toàn. Sau khi ăn một khối lượng cực kỳ khổng lồ, tôi còn ăn thêm người lựu đạn này. Tủy, máu, xương thịt của họ đã giúp người của tôi hấp thụ một cách vô cùng lớn. Kết quả thân hình của tôi to ra và biến thành một Titan Speaker Woman. Nhưng hình dạng của tôi trông quái dị, kinh tởm và còn tỏ mùi hôi thối hơn gấp 100 lần nữa. Mẹ kiếp, thứ chết tiệt kia, đứng lại. Người to gan dám đi vào lãnh thổ của loài quái vật bồ câu, giết chết thuộc hạ của ta, rồi định bỏ đi hay sao? Cái quái quỷ gì thế này? Một Titan Speaker Woman à? Chết tiệt, sao người của người hôi thối thế? Tay chân, thân hình của người trông biến dị gớm ghiếc quá. Không lẽ người đã bị nhiễm dịch bệnh zombie của loài người? Sau khi biến thành to lớn hơn, tôi lại cồn cào và bắt đầu để tìm kiếm thức ăn. Thì đột nhiên chúa tể quái vật bồn cầu xuất hiện để báo thù tôi. Hay lắm, sẵn tiện đang đói, tôi sẽ bắt hắn, nhai đầu hắn luôn. Thì trong lúc hắn phát hiện ra tôi, hắn khá bất ngờ vì hình dạng của tôi trở nên thối rữa kinh dị như thế này. Thì ra hắn đã nói rằng tôi nhiễm thứ virus do con người tạo ra có tên là dịch bệnh zombie. Tôi cứ liên tục cắn, xé và cạp vào người của hắn. Kết quả mấy ngày trôi qua, tôi đã hút và uống sạch máu của hắn. Hắn không còn một giọt và cũng đã chết ngay tại chỗ. Sau đó tôi cứ đi
cứ đi. Và trong tiềm thức của mình dường như đang dẫn tôi đi tới một nơi nào đó. Báo cáo chúa tể, sĩ số của loài speaker woman chúng ta đầy đủ, nhưng mà ngoại trừ có hai người. Có phải là speaker woman đã bị lũ thợ săn con người bắt đi và em của cô ta đến cứu cô ta hay không? Chết tiệt thật, lũ con người, ta phải báo thù cho họ. Khoan, khoan, ta ngửi thấy có mùi gì đó thối thối quanh đây. Hình như có kẻ nào đang đến căn cứ của chúng ta. Nhanh kìa, nhanh kìa, chúng tôi cũng thấy nữa. Chết tiệt, kẻ đó là kẻ nào vậy? Trông hắn to lớn quá. Hả? Là một tay tên Smith cơ mua mình à? Không phải, không phải. Sao người của cô ta lỡ lét, gớm kiến thế kia? Này, hãy đứng lại, ngửi lại. Đói quá, ta đói quá, ta muốn ăn. Ta muốn ăn thịt các ngươi. À, chết tiệt, thứ này tấn công chúng ta. Chạy mau, chú tài, cứu chúng tôi. Mày kiếp cái thứ chết tiệt này, dám to gan tới căn cứ của loài Smith cơ vũ mình làm lộn à. Ta sẽ xa sát ngươi thịt chấm mạnh. Hả, à, sao người của hắn búng rúng, lỡ lét, thối tới đây. Chết tiệt, không lẽ, hắn bị nhiễm thứ virus dịch bệnh zombie của loài người. Chết tiệt, đúng rồi, không lẽ chính là Smith cơ vũ mình đã bị lũ nhân loại bắt cóc trước đây. Khổ kiếm thật, mau tỉnh lại đi. Tiếng cầu cứu, gào thét, thậm chí là tiếng kêu gọi từ chúa tể tai tàn Smith cơ vũ mình cũng không làm tôi tỉnh lại. Tôi như con thú hoang, tôi cào cấu, cắn xé, nhai thịt, hút máu tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy. Suốt mười mấy ngày, tôi đã quậy nát căn cứ của loài speaker vô mạnh và cũng đã giết luôn chúa tể. Sau đó tôi ăn thịt bà ta, và một lần nữa người của tôi lại hấp thu rất nhiều dinh dưỡng, lại phát triển một cách to lớn hơn. Wow, lần này trông tôi thật là kinh hoàng. Không lẽ tôi đã biến thành một ultimate Titan Speaker Woman Zombie rồi hay sao? Khi to lớn hơn, bụng tôi lại càng đói kinh khủng. Tôi lại muốn ăn cả thế giới này. Tất cả những loài nào mà tôi nhìn thấy xung quanh tôi đã cho vào bụng hết rồi. Bây giờ chỉ còn thế giới của nhân loại, thế giới của con người mà thôi. Mặc dù bọn chúng nhỏ, nhưng bọn chúng rất đông. Chắc chắn bọn chúng sẽ chữa đói cho tôi. Tôi phải tiến vào thế giới của con người để càng quét tất cả. Thế là một khoảng thời gian dài, tôi đi khắp những làng mạc, bắt đầu bắt lũ con người cắn xé và ăn thịt bọn chúng. Tôi ăn rất nhiều, nhiều đến nỗi bụng của tôi cũng hơi trướng ra. Nhưng cho đến một hôm, tôi vô tình tàn sát cả một ngôi làng bí ẩn. Từ trong ngôi làng đó đã xuất hiện một thứ to lớn. Thứ khổ kiếp này, ta sẽ phanh da xẻ thịt của mày. Mày to gan thật, dám tới ngôi làng mà tao ngự trị, ăn sạch hết người dân ở đây, rồi lấy gì bọn chúng sinh ra những đứa em bé hiến tế cho ta nữa chứ? Chết tiệt, mày làm mất đi thức ăn ngon lành của tao, tao sẽ xé xác mày. Thì ra tôi đã đụng độ phải một con ác quỷ mạo danh là thần thánh đang ngự trị ở ngôi làng bí ẩn này, rồi sau đó bắt những người dân hiến tế con của họ cho hắn hàng năm. Nhưng hắn nói gì thì nói, tôi cũng chẳng quan tâm. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn, muốn càm mà thôi. Chết tiệt, thứ gớm ghiếc này, mày rốt cuộc là gì? Sao trông mày kinh tởm hôi thối thế kia? Vậy thì tao sẽ xé xác mày, nghiền nát mày cho lũ súc vật của con người nhai thịt. Những đòn tấn công của hắn rất mạnh, đánh vào đâu thì người tôi tan nát thịt tới đó. Nhưng mà cơ thể tôi toàn là thịt thối, dù có tan nữa thì cũng chẳng sao. Sau rất nhiều ngày chiến đấu thì sức lực của hắn càng ngày càng cạn kiệt, còn tôi thì càng ngày càng đói. Kết quả tôi đã cắn xé và hút sạch máu của hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi khắp mọi nơi, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên thế giới của loài người, để bọn chúng cảm nhận sản phẩm bọn chúng tạo ra là như thế nào.